một quyết định bất ngờ. Đây là lần đầu tiên em được đảm nhận một cái vai trò có trọng trách lớn như thế này. Chủ công Trần Thị Thanh Thúy bị chấn thương dài hạn đã buộc huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt phải tìm cầu thủ đầu tàu mới cho đội tuyển Việt Nam. Và niềm tin đó được trao cho Bích Tuyền kể từ chặng 2 SEA Games vừa qua. Một quyết định bất ngờ nhưng lại là điều hợp lý khi chủ công 24 tuổi này đã luôn đóng vai trò chủ lực và cũng luôn là nhân tố ghi nhiều điểm nhất cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong những trận đấu gần đây. Chắc chắn lần đầu tiên trở thành đội trưởng của đội tuyển ra quân trên sân nhà, lại là giải đấu uy tín và lâu đời như VTV Cup, vẫn luôn mang lại cảm xúc đặc biệt với chủ công của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Đây là lần đầu tiên em được đảm nhận một cái vai trò có trọng trách lớn như thế này. Một phần là nhờ sự tin tưởng của ban huấn luyện giao trọng trách này cho em, thì em cũng sẽ cố gắng để mà làm tốt cái nhiệm vụ của mình, để mà không phụ lòng ban huấn luyện và người hâm mộ.